Hello, welcome back to our lesson. Today's lesson is review 1, language. Let's get started. Trong phần này có những từ mới như sau. To be into. Đó, to be, động từ to be mà đi với từ into thì có nghĩa là bằng cái biết từ like, nghĩa là thích. To be đi với tính từ fond và giới từ of. To be fond of thì cũng có nghĩa là thích. To be keen, keen là tính từ đi với giới từ on nữa, này cũng bằng với từ like, nghĩa là thích. Đó, từ like nó có thể nó ở dạng như thế này, to be into này, to be fond of này, to be keen on này, đều có nghĩa là thích. Rude, rude, tính từ, thô lỗ. Cottage, cottage, nhấn vào cot, danh từ, nhà tranh. À, cái từ này, insure, insure, nó có hai cách viết, có thể viết là i, có thể viết là e này. Động từ, đảm bảo. Resort, resort, nhấn vào resort, danh từ, khu nghỉ dưỡng. Scenery, scenery, nhấn vào si, danh từ, phong cảnh. Result, 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 nhấn vào result, danh từ, kết quả. Advertisement, từ này có hai cách đọc nhé. Này, nhấn vào ver này, advertisement, advertisement. Và đây là nhấn vào ties, thì cái từ đầu tiên lại đọc thành e. Advertisement, advertisement, advertisement. Advertisement, 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 advertisement. Nó chỉ khác nhau giữa Mỹ với Anh thôi, đọc cách nào cũng được, nghĩa của nó là quảng cáo. Ở đây còn thiếu một từ là shortage. Shortage, shortage. Nó sót, nghĩa là sự thiếu hụt. Sự thiếu hụt, shortage. 1. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others. Khoanh vào từ mà phần gạch chân của nó được phát âm khác với những từ khác. Phần gạch chân ở đây là hai chữ O. Hai chữ O thì nó có hai cái trường hợp phát âm, đó là U ngắn với U dài. Và chúng ta đọc lên thì thấy nhé. Good, U ngắn. Good, chúng ta phải đọc đúng thì chúng ta mới nhận ra. Good. À, U ngắn thì cái miệng của chúng ta nó hở ra nhé. Còn U dài là cái miệng nó trụm vào. Cool, cool. À, U dài này. Good, U ngắn này. Foot, U ngắn này. Cook, U ngắn này. Đấy vậy, đáp án B là khác. B là U dài. Tiếp theo chữ U. June là âm u dài. Root u dài. Tooth u dài. Put u ngắn. Tiếp theo chữ A. Chữ A cho lưu ý này, chữ A mà A G E thì chữ A luôn đọc thành chữ y ngắn nhé. Village đấy là y ngắn này. Buffalo đây là âm ơ này. Cottage đấy y ngắn này. Shortage y ngắn này. Đáp án B là khác này. Nghĩa của từ cottage là nhà tranh. Shortage là sự thiếu hụt. Village, chúng ta biết rồi, đây là làng. Buffalo là con trâu. Tiếp theo, insure. Insure. Hai cái từ này là một nhé, hai từ này đọc y như nhau. Cách viết khác nhau, nghĩa đều là như nhau. Đều là đảm bảo. Đó, cách viết, hai cách viết đều đúng. Đây là sure này, ua này. Picture là ơ này, surely là ua này. U-R-E trong từ này đọc là ơ. Và trong này từ này đọc là ua. Tiếp theo O-I. Trong từ avoid là oi. Doing là âm u. Choice là âm oi. Join là âm oi. Doing à. 2. Choose the correct answer A, B or C. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C. 1. Me is. Me gardening in her free time. Me chấm chấm làm vườn vào thời gian rảnh rỗi của cô ấy. Ở đây có động từ to be mà đây lại có danh động từ. Vậy thì chỗ này không thể điền chữ in vào đây là ở được. Không thể nói là cô Me ở làm vườn được. Vậy chúng ta điền từ into thì nó sẽ có nghĩa là thích. Đó, thích thì đi với danh động từ là đúng rồi. Me is into gardening. Nghĩa là Me thích làm vườn.
ở thời gian rảnh rỗi của cô ấy. To. My is interested. Interested đi với giới từ in thì có nghĩa là có sở thích về cái gì đấy, quan tâm về cái gì đấy. Đi với giới từ in. My is interested in building websites for her friends. My thích xây dựng trang web cho bạn bè của cô ấy. 3. Mình is not fond of. Đó, mình thì không thích cái gì đấy. Puzzles. Ô chữ, câu đố. Because he thinks it takes a lot of time. Mình không thích chơi gọi là chơi các câu đố, chơi lắp ghép, bởi vì nó, cậu ấy nghĩ nó mất thời gian. Takes a lot of time là mất nhiều thời gian. Giải đố, giải đố thì sẽ đi với từ do. Doing puzzles là giải đố. Giải đố hoặc là giải các cái trò chơi ô chữ. 4. I'm not keen on our class photos to the forum. Tôi không thích chấm những bức ảnh lớp tôi lên diễn đàn. Không thích đăng tải. Không thích đăng tải, upload, uploading, serve là lướt, message là gửi tin nhắn. Five. While I was some websites, I saw an advertisement about a resort. Trong khi tôi chấm chấm một vài website, một vài trang web, tôi đã nhìn thấy một quảng cáo về một khu nghỉ dưỡng. Khi tôi đang xem lướt qua browse là xem lướt qua. Khi tôi đang xem lướt qua browsing. Three. Complete the sentences with the words from the box. Hoàn thành các câu với các từ trong khung. Bully, kẻ bắt nạt. Trained, được đào tạo. Hospitable, mến khách. Pressure, áp lực. Focus, tập trung vào. People in my village are very to all visitors. Người dân ở làng tôi rất là hiếu khách với tất cả du khách. Chỗ này điền tính từ hospitable. Two. Parents in our village don't put much on their children to do well at school. Cha mẹ ở làng tôi không đặt quá nhiều cái gì đấy lên con cái của họ để làm tốt ở trường. Không đặt áp lực, không đặt quá nhiều áp lực lên con cái. Pressure. Three. In my school, we can all study and play and do not have to worry about bullies. Ở trường tôi, chúng tôi có thể chấm chấm về học tập và chơi và không phải lo lắng về những kẻ bắt nạt. Có thể tập trung vào học tập và chơi. Vậy chỗ này focus đi với giới tự on là đúng rồi. Tập trung vào. Focus on. 4. The best player in our chess club will not be able to join the competition. Người chơi cái gì đấy tốt nhất ở câu lạc bộ cờ vua của chúng tôi sẽ không thể tham gia vào cuộc thi. Chỗ này chúng ta điền từ trained. Người chơi được đào tạo tốt nhất trong câu lạc bộ cờ vua của chúng tôi sẽ không thể tham gia vào cuộc thi.
Tính từ trained được đào tạo. Tiếp theo, if a boy uses his strength to frighten weaker peers, he is a. Nếu một chàng trai sử dụng sức mạnh của cậu ấy để làm sợ hãi những người đồng trang lứa yếu hơn, cậu ấy là một kẻ bắt nạt. Bully. Frighten làm cho kinh sợ. Four. Choose the correct answer A, B, or C. One. My dislikes her pictures to Facebook. She prefers not to show them to others. Mai không thích chấm chấm ảnh của cô ấy lên Facebook. Cô ấy thích không phô trương chúng cho những người khác hơn. Vậy chỗ này là điền cái từ là đăng tải à? Dislike uploading, không thích. Sau động từ dislike là chúng ta điền chọn động từ có đuôi ing nhé. Two. We enjoy photos of different types of scenery. So we took a cinema with us. Chúng tôi thích chụp những bức ảnh về những phong cảnh, về những loại phong cảnh khác nhau. Vì vậy chúng tôi mang theo một cái camera. Enjoy, sau enjoy là động từ để dạng đuôi ing, thích kinh. Three, she did the puzzles. Than I did. Chỗ này có từ than thì nó là so sánh hơn nhé. So I won the competition. Vì vậy tôi đã chiến thắng cuộc thi. Cô ấy giải đố chậm hơn tôi. Vì vậy tôi đã chiến thắng cuộc thi. Vậy chỗ này nè. She did more slowly. More slowly. So sánh hơn. 4. Tom worked than me. Therefore, he got better results in the exams. Tom đã làm việc như thế nào đấy hơn me. Vì thế mà cậu ấy đã nhận được các kết quả tốt hơn trong các kỳ thi. Tom đã làm việc chăm chỉ hơn me. Harder. 5. Now they all chat with each other. Bây giờ tất cả họ chat với nhau. Than before. Because they have smartphones. Hơn trước đây bởi vì họ có điện thoại thông minh. Thường xuyên hơn. More frequently. Ở đây có thời gian cho nên chúng ta chọn cái đáp án A là so sánh hơn. Còn cái này là tính từ, cái này là trạng từ. À, cái này là có tính trạng từ so sánh hơn này. So sánh hơn của trạng từ. 5. Underline the correct bold word in each sentence. Gạch chân từ in đậm đúng trong mỗi câu. Cái này sâu hay bất này. Đó, chúng ta chọn liên từ đúng nhá. Sâu chỉ kết quả, còn bất chỉ sự tương phản. Bây giờ chúng ta đọc hai cái câu này xem nó chỉ kết quả hay là chỉ sự tương phản. One, Ming is interested in painting. Yesterday, he decided to join the arts and crafts club. Ming thích thú việc vẽ. Vì vậy, hôm qua cậu ấy đã quyết định tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật và thủ công. Vậy chỗ này nó chỉ cái kết quả. Ta chọn underline là chân. 2. Life in the city seems to be more comfortable otherwise, but I prefer life in the countryside.
Otherwise là vì thế mà, bất là nhưng là chỉ sự tương phản. Còn otherwise là chỉ kết quả. Cuộc sống ở thành phố dường như là thoải mái hơn. Vì thế mà tôi thích cuộc sống ở nông thôn hơn. Nhưng tôi thích cuộc sống ở nông thôn hơn. Đây chỉ sự tương phản, người ta chọn từ nhưng. But 3. She tries to focus more on her studies. Therefore, otherwise, she won't pass her exams. Cô ấy cố gắng tập trung nhiều hơn vào việc học của cô ấy. Vì thế mà, hoặc là nếu không thì, cô ấy sẽ không vượt qua các kỳ thi của cô ấy. À, chỗ này là chỉ sự tương phản, chúng ta chọn là nếu không thì, otherwise. 4. During harvest time, farmers have to get up earlier and so they have to work harder. Trong thời gian, trong mùa vụ, trong vụ mùa, trong thời gian thu hoạch thì chúng ta dịch là vụ mùa được nhé. Trong vụ mùa, những người nông dân phải dậy sớm hơn và hoặc là vì vậy họ phải làm vất vả hơn. Và họ phải làm vất vả hơn. Vì vậy họ phải làm vất vả hơn. Trong thời gian thu hoạch, những người nông dân phải dậy sớm hơn và họ phải làm vất vả hơn. Trong thời gian thu hoạch, những người nông dân phải dậy sớm hơn. Vì vậy họ phải làm việc vất vả hơn. Đây là chúng ta nó là hai cái yếu tố thêm vào. Thêm yếu tố vào. Dùng en nhé. Và họ phải làm vất vả hơn. 5. Parents now have higher expectations of their children. Therefore, so children are under more pressure than before. Ngày nay cha mẹ đặt nhiều ngày nay cha mẹ có nhiều mong đợi hơn. Ngày nay cha mẹ có mong đợi cao hơn về con cái của họ. Vì thế mà, hoặc là vì vậy, trẻ em phải chịu áp lực nhiều hơn trước đây. Hai cái này đều chỉ kết quả, cả therefore và cả so đều chỉ kết quả. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái dấu này, đây là dấu chấm phẩy, cho nên chúng ta sẽ dùng therefore nhé. Thế không thể dùng so được. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye!